Vâng, mến chào các bạn. Bây giờ là mùa xuân, chuẩn bị qua mùa hè, là cái mùa mà ở Mỹ này hoặc là phần lớn nhiều nơi trên thế giới cũng chuẩn bị canh tác, trồng trọt, vân vân. Thì đối với những người ở Mỹ mà khi làm một cái vườn nhỏ nhỏ như tôi ở đây chẳng hạn, thì mình muốn làm thế nào để cho nó đất nó thật tốt, để thu hoạch được thật nhiều và ít tốn công. Thì thường thường khi mà mọi người chúng ta thấy là khi mà đào một ít đất xung quanh nhà lên để làm vườn, giống như tôi đây chẳng hạn, đây là nhà đây đấy, thì miếng vườn này kế bên nhà thôi. Thì thường thường là chúng ta gặp đất sét phải không nào? Mà đất sét ở đâu ra? Đất sét là do khi mà người ta xây nhà, người ta đổ đất sét lên để nhà nó khỏi bị lún. Và khi chúng ta làm một miếng đất con như vậy để trồng một ít rau sạch cho gia đình. Thứ nhất là rau sạch, có rau để ăn cho sức khỏe. Thứ hai nữa cũng mùa hè là cái chỗ mà ra ngoài trời không khí trong lành để mà vung tay vung chân cuốc ít đất rồi tưới ít nước vân vân. Đó là một cái thú điển viên của những người sống ở bên này. Và nếu mà gặp đất sét như vậy thì chúng ta phải làm thế nào cho nó tốt bây giờ? Như các bạn thấy ngay đây, đất ở đây là đất nó cũng không được tốt lắm. Tuy rằng đây là mùa thứ ba tôi đã làm miếng đất này, mỗi năm tạo nó lên một chút cho nó tốt hơn nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn như ý. Thì muốn làm đất tốt như thế nào? Trước tiên thì tôi đưa cái ví dụ nhỏ nhỏ như thế này để mọi người coi xem như thế nào. Chẳng hạn như ngoài rừng chẳng hạn, cây nó rụng xuống, cây nó đổ xuống, lá nó rụng xuống, và lá với cây đó dần dần nó sẽ mục ra, nó làm thành một chất phân rất tốt nuôi cây. Cho nên đó là cái vòng xoay quanh luẩn quẩn của thiên nhiên mà tạo hóa đã có. Cây lúc nào cũng tốt trong rừng, nó là như vậy, là do cái sự tuần hoàn của nó, di chuyển xoay chuyển của nó, và nó không bao giờ mất những cái chất dinh dưỡng để nuôi cây, nuôi cỏ ở trong rừng. Ở Việt Nam mình chẳng hạn cũng có nhiều, hồi ngày xưa có nhiều bộ lạc người ta cứ sống một thời gian ở chỗ nào đó, 5 3 năm sau trồng trọt thì đất nó gọi là hết màu mỡ, thì họ lại đi ra một cánh rừng khác và phá rừng và trồng trọt tiếp. Rồi vài năm sau nó hết màu mỡ thì họ lại đi ra cánh rừng khác. Thì cái màu mỡ nó là cái màu mỡ gì? Thực ra thì nó cũng chẳng có gì lạ, nó là do cũng cây với cỏ trên rừng nó đổ xuống thôi. Thì nó lâu ngày nó mục, nó rửa ra thì nó làm cho cây cối chúng ta trồng nó rất là tốt, và trồng vài năm sau thì không có bồi bổ nó thì nó lại hết tốt, người ta lại bỏ ra khu rừng khác vân vân. Thì đối với chúng ta không thể đào miếng đất quanh quanh xung quanh nhà rồi trồng 1 2 năm cái lại đào miếng đất khác, cái vườn nó tanh bành ra hết, phải không nào? Thì bây giờ chúng ta với sự hiểu biết nó cao hơn những người ngày xưa, những người mà họ phải những bộ tộc bộ lạc họ cứ thay đổi nơi sinh 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 sống của họ, bởi vì ngày xưa người ta chỉ làm nông mà thôi. Thì bây giờ muốn vẫn giữ được cái miếng đất chúng ta lúc nào quanh năm, hết năm nọ qua năm kia vẫn được bồi bổ, vẫn được tốt tươi, thì chúng ta làm cũng giống như ở ngoài rừng. Thì phải làm thế nào? Đây các bạn coi, tôi có 5 bịch nhá. Hôm nay tôi mua 5 bịch tất cả. Cái bịch này nó còn tên của nó là Timberline. Để tôi kéo xa xa cho các bạn thấy. Timberline soil, Timberline là cái tên, mà soil là đất. Ok. Peat humus. Cái tên này có người gọi là humus, có nghĩa là humus. Cái tên không quan trọng, nhưng mà cái chữ humus có nghĩa là gì? Humus là nó là những phẩm chất nó nằm trong cái tình trạng mà gọi là phân hủy. Thí dụ một cái cây nó đổ xuống chẳng hạn, vài chục năm sau thì cái cây đó nó mục dần, nó bị phân hủy dần. Thì những cái cây đó trong cái tình trạng trước khi mà nó tiêu hủy đi hoàn toàn, thì nó nằm trong cái tình trạng gọi là humus, nằm trong cái tình trạng gọi là phân hủy. Thì cái những cái bịch này
như gọi là peat humus, thì tức là họ dùng những cái rong cây, rễ cây phơi khô và để cho nó tới cái tình trạng phân hủy rồi họ mới đóng bao rồi bán cho chúng ta. Thì cái peat humus này cái tác dụng như thế nào? Thì nó cũng giống như cái P-Moss mà cái video năm trước tôi đã giải thích với các bạn. Nhưng mà cái peat humus này là nó cao hơn một chút, là vì nó đã nằm trong cái vào cái tình trạng phân hủy rồi. Thì khi mà mình trộn với đất đó, thứ nhất nó có ba tác dụng. Thứ nhất là làm cho đất nó tơi ra, nó không dính vào nhau nữa. Thứ hai là nó cũng có cái chất tác dụng giống như bông gòn, nó sẽ hút nước vào khi mà có mưa và nó sẽ nhả ra khi mà có hạn, thì làm cho đất lúc nào cũng ẩm, cũng ướt. Cái thứ ba, cái humus này là nó nằm trong những cây, những cỏ, những rễ cây, thân cây, lá vân vân, nó nằm trong tình trạng bị phân hủy thì nó lại là rất tốt cho cây cỏ chúng ta trồng. Cũng giống như trong rừng, mà khi mà lá cây hoặc thân cây lâu ngày nó mục, nó rửa ra, thì những cái đó là những cái rất tốt cho cây trồng trong nhà ở ngoài rừng. Vậy thì thay vì chúng ta cứ giống như những người bộ tộc ngày xưa cứ đào miếng đất này trồng 1-2 năm cái lại mang ra đi dời ra chỗ khác không được, thì chúng ta phải tiếp tục bồi bổ nó, và mỗi năm chúng ta vẫn cứ tiếp tục bồi bổ nó bằng những cái mà chúng ta có thể lấy ra được. Nếu mà nhà các bạn mà có vườn to chẳng hạn, có vườn to, có chỗ làm, thì hàng năm chúng ta có thể bỏ cây, bỏ cỏ, bỏ lá, mọi thứ của đó cho nó mục rửa ra, thì lấy cái đó trộn vào với vườn của chúng ta thì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà nhà tôi không có, hoặc là tôi không muốn làm, thì tôi phải mua ngoài chợ. Thì đây là một trong những cái bịch mà tôi mua. Thì với cái miếng đất của tôi như thế này thì tôi tính 5 bịch. Tôi sẽ rải đều nó lên và cuốc nó lên và trộn nó. Ok. Thì làm như thế nào thì tôi nghĩ cũng không có khó, nhưng mà giải thích thì nó hơi dài dòng như vậy. Giờ tôi sẽ cắt 5 cái bịch ra, rải đều trên cái sân của tôi và cuốc đánh trộn nó lên. Rồi sau đó thì cho các bạn coi cái thành quả của nó nhé. Thì đây là cái peat humus mà các bạn đang thấy. Nó thì nó giống như thế này đó. Trong đây thì nhìn kỹ thì nó có vỏ cây này, nó có một tí cát thì phải, và vẫn gần như là phần lớn là cây với những cái lá cây hoặc là những cái gì đó thiên nhiên hoặc là nhân tạo nó làm cho mục rửa ra. Thì những cái này như tôi nói hồi nãy, khi nó trộn với đất thì rất là tốt. Mà ngược lại, nếu mà chúng ta có đất sét chẳng hạn thì càng tốt hơn nữa, nó làm cho đất sét tơi ra, vì trong đó có cây, có lá, có thân cây, có tí cát nữa, và nó sẽ làm cho cái đất sét của chúng ta nó không có dính vào nhau. Và những cái này trộn với đất thì khi mà nó tan, nó mục, nó rửa ra
thì nó lại là một cái thứ rất là tốt cho đất, cho cái sân của chúng ta nhé. Đó thì sau khi mà tôi đã đổ 5 cái bịch humus ra thì nó sẽ như thế này. Và sau đó thì cũng rất là giản tiện, lấy cái cào cho nó đều hết lên, xong bắt đầu mình cuốc mình trộn nó lên, thì đất sét hoặc là đất xấu nó còn, tương lai nó sẽ thành đất tốt cho các bạn. Ok, thì bây giờ cào nó ra cho nó đều và cuốc nó lên thì cũng chẳng có gì hay, thì tôi ngắt cái phần đó nữa. Lát nữa khi làm xong thì tôi sẽ quay lại cho các bạn coi nhá. Vâng, vừa rồi thì tôi đã cuốc hết cái mảnh đất này đã xong, trộn đều nó lên. Hy vọng với cái lớp mà peat humus này thì đất nó sẽ tốt hơn. Như bây giờ các bạn thấy ngay chỗ này chẳng hạn, giờ cứ thò tay đại xuống đấy, đất bây giờ nó cũng rất là tơi, rất là tả, không nào. Thỉnh thoảng vẫn còn những cái cục to to này, nhưng mà tôi sẽ dần dần tôi sẽ đập cho nó bể hết để cho thành nhuyễn. Ở đây thì tôi này thì tôi có rất nhiều cái này chắc mọi người chắc biết này, cái này là ngò đúng không? Ngò nó có quá nhiều đi, tôi ăn không hết rồi tôi cuốc để hết. Ở đây là cái ngọt cái đắng gì đó, từ năm trước mùa thu năm trước hột nó rớt xuống, rồi năm nay mùa xuân nó lên quá nhiều. Đây, mọi người thấy rõ cái ngọt cái đắng gì đó. Đó thì tôi cuốc đi hết, không cần, tại vì có quá nhiều rồi. Đó, đại khái như vậy. Thì nếu các bạn mà muốn đất nó tốt, còn một cái nữa, các bạn thấy bây giờ đất nó đen thui à, thấy không? Đất rất là đen. Chỗ này toàn là rau không? Này, đất giờ nó đen thui à. Đó. Thì các bạn muốn có một cái vườn rau sạch, ngon lành, sạch sẽ, thật là tốt, trồng cây nó lên như là phù đổng thiên vương, thì có thể làm cái cách giống như của tôi vậy nhá. Trộn một ít cái humus vào, hoặc là nếu các bạn có thể mua ở chợ những cây bịch mà phân bò phân heo, ở Mỹ nó khác, ở Việt Nam thì cứ ra mấy cái chạy heo chạy bò, chắc là hứng hoặc là hốt mang về cho đất liền, cho trong đất để mà trồng, thì trộn nó lên cũng được. Nhưng bên Mỹ thì không có chạy bò chạy heo, thì bên Mỹ thường thường người ta dùng người ta lấy phân bò phân heo ta cho vào những cái bịch giống như cái bịch hồi nãy các bạn thấy đó, rồi nó bán, thì mình mua mấy cái bịch phân bò phân heo về mình làm cũng được. Nó cũng tốt vậy, nhưng mà cái phân đó thì nó chỉ có tốt cho cái mùa đó thôi, đúng không nào? Nhưng mà phân thì nó lại cũng không có làm cho đất sét nó rời ra được bằng mấy cái humus, tức là mấy cái mà phân hủy của lá, của cây, của cành, vân vân. Thì lá cây cành nó tốt hơn phân rất là nhiều. Phân bò phân heo nó chỉ tốt cho cái mùa đó thôi, nhưng mà sau cái mùa đó thì cái phân hết. Nhưng mà ngược lại cái humus này nó sẽ nhả những cái dinh dưỡng cho cây cối, nó phát triển, nó không phải nhả trong một mùa hoặc là một năm, mà nó cứ nhả dần dần rất là lâu, cho nên cái humus vẫn là tốt hơn nhá. Vâng, cái video này kể tới đây là hết. Xin chào các bạn, bye nào.